Xin chào nhà, em lên cả nhà một con đồng hồ Casio Edify như mới luôn nha cả nhà, full box luôn nè, sổ sách, còn cả đế đựng đồng hồ luôn, dây y nguyên chưa cắt luôn, dây đeo chân luôn nha, đó cực dài luôn, đây, đó, rất là đẹp nha, dây nè, bao dài luôn nha cả nhà, đó còn y nguyên luôn, quá đẹp luôn nha. Size đo ngang chưa núm là cỡ 36, cả núm là 39, càng là 44 nha cả nhà. Con này nó chạy cơ chế là hai kim và ô điện tử. Nó có đo nhiệt độ luôn nha. Và đặc biệt có đèn tự động luôn nha cả nhà. Nè, rất là đẹp luôn. Đây đèn tự động rất là sáng nha. Có đo nhiệt độ luôn. Em bán 1.680.000 bao ship nha cả nhà. Đó là nguyên hộp nè, Casio nè, hộp xanh nè, sổ sách nè. Đó, rất là nhiều nha. Con này là chính hãng nha cả nhà. Chính hãng quốc tế luôn, phiên bản quốc tế. Là đẹp nha. Chuông nè, rất là to nha. Đó, bấm giờ thể thao nè. Đó, full chức năng luôn. Đếm ngược thể thao, báo thức. Báo thức báo tiếng nha. Xem giờ thế giới có 5 nút nè. Nút này là để xem giờ thế giới nè. Đó. Chỉnh kim. Bấm giờ thể thao là lúc đầu rồi. Lịch vạn niên nha cả nhà. Nó rất là đẹp. Có và đặc biệt con này nó có đo nhiệt độ nha. Cảm biến đo nhiệt độ nha cả nhà. Đó, thấy không? Cảm biến đo nhiệt độ và đèn tự động nha. Đó, là mới len ken xà beng luôn. Không khác gì mua mới luôn. Đây, đó. Phiên bản tròn. Con này em đang bán là 1.080.000 bao ship, cũng y chang có đèn tự động và đo nhiệt độ luôn nha cả nhà. Đó. Đây, hai con đều có đèn tự động hết nha. Đó, con này thì size tầm 39 40 nha cả nhà. Hai con này đều tay tầm 16 đổ lên là đeo thoải mái luôn. Đó, 1.080.000 bao ship có hộp luôn nha. Đó, rất là đẹp. Còn con này mới tinh luôn. Full box nha, như mới luôn, dây y nguyên chưa cắt. 1.680.000 bao ship nha. Rồi, em mời cả nhà nha.